chưa? Cách lắp bộ chuyển trục bánh. Và cách lắp bộ chuyển động ngang của hộp số dưới. Bình ra phải dưới này. 36 răng này. Tiếp đến này. Bạc căn này. Bạc căn này của nó cái vòng phần lõm này. Nó quay vào trong. Quay vào trong là nó có cái điểm G ở đây. Để nó móc lại, nó thu vào trong. Bạc đệm vòng bi. Vòng bi. Vòng bi là 6009 này. Cho ngang ra để xem hình hài của nó. Giữ nguyên đi ạ, giữ nguyên đi ạ.